chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang đi công viên Nara. Mình thấy người ta nói là công viên ở đây rất là đẹp, có thể xem được lá đỏ, có chùa rất là nổi tiếng ở Nara. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi đến đây để tham quan xem coi nó đẹp như thế nào nha. Và bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi xem để coi có gì đẹp không nha. Hôm nay thì người ta thả tự do. Ta bán cái bánh gạo nè, để cho mua cho những con nai này nè. Mọi người bây giờ đang đi rất là đông luôn nè, gần tới công viên rồi. Giờ đang qua mùa thu, lá nó chuyển qua màu đỏ. Đây thì chưa nhiều lắm, có mấy con hươu con nai nó đang đi ăn. Con bồ câu này nó cũng ăn ké theo luôn nè. Có bánh rồi là nó bu theo thôi rồi luôn. Rất là dạng. Trời, con này nó hiền. Dạng quá trời dạng luôn á. Đây cho gỡ miếng coi. Gỡ gì trước. Thấy có ăn là nó gượt theo dí nè. Nó dạng quá trời dạng. Cùng không hả? Rồi cái cảnh nó đẹp. Quá là đẹp luôn. Cái cây nó bự, nó đẹp ghê. Quá trời cao. Xung quanh thì là đồi núi. Mọi người đi chơi cũng đông dữ á. Con nai này thì nhóc luôn.
tự sướng. Chơi mình nó leo lên. Chiếc xe kéo. Ngoài những chiếc xe kéo này thì ta còn có những chiếc xe đạp chế thì xích lô có mái che ở trên. Giờ mình sẽ lại mình mua bánh để cho nó ăn thử coi. Nhưng mà sao khi tôi chưa nó ra xin mời. Hai yo, wakarimashita. Ai, arigato ne. Hai hai hai. Đây thì cái bánh gạo này thì nó bán 200 yên. Khi mà mình mua bánh đó thì nó đi theo mình. Dí theo quá trời luôn mọi người ơi. Con này nó ăn. Con này nó thấy là nó bu lại. Nó ăn chừng nào được thì thôi á. Ơi nó cụng mình đó nè. Nè mày. Nó ăn thôi rồi luôn. Chào đi, cảm ơn đi. Ăn lẹ ghê không? Ờ, nó cũng nè. Mấy con này nó ngồi ngoan nè, để cho nó ăn đi. Mấy con kia nó dữ quá. Cho con này nó ăn nữa. Đúng cây lá đỏ rồi nè. Đẹp ghê. Nó xuống dưới nó tắm với thằng ăn rong cái gì vậy ta. Nhìn khung cảnh thấy đẹp ghê không? Cây lá đỏ rực đó. Để mình lại gần xem coi cái lá nó ra làm sao. Nè, cái lá nó nè. Chia chia ra. Này thì nó cũng chưa có gộ dữ lắm. Nó mới có phân nửa. Trên đường vô bên trong khu vực chùa thì những con nai này nhóc hết.
Nhập trường vô thì có nguyên giải bán đặt lưu niệm bánh kem. Bánh quà kẹo các kiểu. Trời này mà ăn kem là phê luôn. Và nhiệt độ cũng mười mấy độ à. Rồi, mời mọi người ăn kem nha. Này là kem sô-cô-la với vanilla. Đã thiệt. Đúng là trời lạnh ăn kem là nó ngon thiệt luôn á. Tới được ngôi chùa. Cái cổng quá là bự luôn. Hình như cái cổng này là được làm hoàn toàn bằng gỗ hết. Rất nhiều người dân như vậy đến đây để thăm chùa. Trong cái cổng này có hai tượng thần bằng gỗ rất là to đứng canh giữ cổng. Trong thì rất là đông. Khi đi bộ một quãng đường thì cuối cùng đã đến được ngôi chùa Odaishi. Quá là bự luôn. Giờ sẽ đi vô đó để xem. Khung cảnh bờ hồ rất là thơ mộng, hữu tình. Những em hu nay vẫn còn rất nhiều. Này mà
mua một cái bánh đi rồi nó thấy đi rồi là nó leo leo ăn như nào hết thôi, không cho nó ăn nó còn cụng mình nữa, dữ ghê không. Đây cũng là một ngôi chùa lớn ở Nara. Mọi người đang xếp hàng để đi vào bên trong cổng. Thì muốn vào chùa thì sẽ đi vào cái cổng phụ này. Giờ thì đang đi vô xếp hàng để mua vé. Quá nhiều người đi Nhật. Mình người Việt Nam mình không biết đi vô chùa này sẽ khấn vái bằng tiếng Nhật hay là bằng tiếng Việt. Giờ chắc thời đại 4.0 rồi cho nên là sẽ có những công cụ để dịch, để tra hết. Giờ khấn tiếng gì thì sẽ dịch tra hết để gửi đến những vị thần Phật ở khắp nơi trên thế giới. Mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Một video đi chơi, đi chùa, ngắm lá đỏ vào mùa thu của Nhật Bản và cùng chơi đùa với những con hu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.